Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Ô tô Sài Gòn. Mình đang có mặt tại sự kiện khai trương taxi xanh SM diễn ra tại sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có rất là nhiều báo chí tham gia trong cái chương trình này. Các bạn thấy là mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng để xem cái sự kiện này nó có gồm những gì. Bên tay trái chúng ta sẽ có rất là nhiều những dàn xe VF8 nó phục vụ trong cái chuỗi taxi luxury. Ở bên này thì chúng ta có thêm những cái chiếc xe VinFast VF ME4 phục vụ trong cái chuỗi gọi là Green Car. Đấy. Chúng ta đi đến một vòng để xem cái số lượng xe rồi coi cái kích thước hoạt động thế nào ha. Rồi các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có một loạt xe, rất là nhiều những dòng xe VinFast VF ME4 mà hiện giờ trong cái số lượng ở thành phố Hồ Chí Minh đâu đó là khoảng 500 chiếc VinFast ME4. Và VF8 thì cũng vậy, với số lượng 100 xe để phục vụ cho tất cả mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh. Và dự kiến là trong tương lai cái số lượng này sẽ được tăng hơn nữa để nhằm phục vụ cái nhu cầu ngày càng nhiều của người dân thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích là môi trường xanh, để tạo cho chúng ta một cái môi trường xanh nè, rồi cái cách mà sử dụng cái dịch vụ mới. Và đây là một trong những cái cách mà chúng ta sẽ thấy rất là tiếp cận để cho mọi người có thêm những cái dịch vụ như thế này, một trong những dịch vụ chiến lược và mới trong tương lai. Vừa rồi mình có nghe một bài phát biểu là trong tương lai dự kiến thành phố Hồ Chí Minh trong đâu đó năm 2050 thì sẽ thành phố Hồ Chí Minh sẽ phủ sóng hết 100% cái lượng xe buýt bằng xe điện. Và mình nghĩ với cái số lượng lớn về taxi như thế này, và đặc biệt là xe điện là một trong những cái dịch vụ hoàn toàn mới được triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh, thì trong tương lai sẽ có thêm những cái sự cải tiến về cái ngành dịch vụ taxi để giúp cho mọi người sẽ có thêm cái cách mà sử dụng cái dịch vụ nó tốt hơn, và có những cái nhận định về trong cái môi trường khi mà chúng ta tham gia cái dịch vụ công cộng. Rồi, các bạn thấy là đi theo mình đi, rất là nhiều những cái xe VinFast ME4 mà hiện giờ ở trong xe chúng ta sẽ có tài xế ngồi sẵn rồi đó. Các bạn có thể thấy là tất cả các anh tài xế đã ngồi sẵn ở trong xe rồi để chờ những vị khách đầu tiên, để chúng ta có thể là phục vụ cái tổng chuyến của mình. Chắc lẽ là mình sẽ nói chuyện nhanh tí xíu một vài anh tài xế để xem cái mỗi anh có cảm nghĩ và chia sẻ vì trong cái chương trình lễ khai trương này. Dạ chào anh. Rồi mình đi dài dài xuống đây để xem cái bên đây. Rồi mình thấy có một anh tài xế cũng hết sức là đẹp trai. Không chỉ những người mà lái xe VF8 để tuyển chọn về ngoại hình không đâu, mà những người tài xế Green Car lái VinFast E34 cũng hết sức là lịch lãm, không thua kém đâu. Đây, chúng ta sẽ qua đây. Hôm nay là mình nhận cuốc luôn chứ anh? Dạ chưa anh ạ. Dạ, hôm nay chỉ phục vụ cho truyền thông thôi đúng không anh? Truyền thông với nội bộ ạ. Dạ, em phỏng vấn anh một câu được không? Dạ, hai câu đi. Trong cái buổi ra mắt cái sự kiện báo chí lễ khai trương của cái taxi xanh SM này thì trước kia thì anh đã phục vụ trong cái ngành lĩnh vực gì, và tại sao anh sẽ chọn lái taxi xanh để phục vụ cộng đồng? Trước kia thì anh phục vụ của taxi. Dạ. Vâng. Và sau đó thì mình thấy ở đây nó có những cái ưu đãi nó tốt hơn, và họ cung cấp xe cho mình thì mình bán luôn chiếc xe ở nhà để mình qua đây mình chạy và phục vụ cho họ. Và mình suy nghĩ vấn đề là lâu dài là mình sẽ phục vụ hết mình với cho taxi SM, vì họ đã hỗ trợ cho mình khoảng một chiếc xe rất là mới và sang như vậy và xịn như vậy. Dạ. Nghĩa là cái chiếc xe này là mình sở hữu luôn để mình phục vụ, hay là mình có phải chia sẻ với tài xế khác mình? Hiện tại thì nó có hai chế độ, có nghĩa là hai tài xế một xe, hoặc là một tài xế một xe. Yeah. Đó là do mình chọn. Yeah. Như vậy thì cho em hỏi là cái sự khác biệt lớn nhất giữa taxi công nghệ khác so với taxi xanh SM là gì anh? Theo anh cảm nghĩ. Thay vì thì mình phải sở hữu chiếc xe của mình để mình chạy, mình phục vụ khách hàng. Yeah. Còn đây thì họ phục vụ cho mình chiếc xe và mình đi phục vụ khách hàng. Yeah. Đấy, đó là cái điểm cộng. Và thứ hai nữa là ở đây sử dụng hoàn toàn bằng điện, chứ không sử dụng bất kỳ xăng nào, và chạy xe không ra được cái là bảo vệ môi trường. Yeah. Đó, yeah. Đó là những cái mà mình cảm thấy khác biệt và mình rất là thích vấn đề này. Yeah. Đó là một trong những mục đích mà hãng taxi GSM họ muốn hướng đến, phục vụ cho tất cả người dân ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của tôi Sài Gòn.
Trong ngày hôm nay thì hãng taxi xanh SM bắt đầu khai trương rồi, nhưng mà chưa phục vụ cho số đông đâu. Trong 1-2 ngày tới là 30 tháng 4 thì bắt đầu mới có thể là kích hoạt để phục vụ hết cho cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một tí xíu cảm nghĩ của một anh tài xế nữa để xem anh có cảm nghĩ gì trong cái ngày khai trương hôm nay. Quá nhiều anh tài xế đã chờ đây. Chúng ta có thể thấy đây một anh tài xế đẹp trai, có thể là mình hỏi nhờ để mình hỏi. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Dạ. À, em có thể phỏng vấn anh một câu được không dạ? Dạ ngắn gọn thôi. Vâng. Dạ. À, xin hỏi anh tên gì ạ? Em tên Hiếu ạ. Dạ anh Hiếu. Trước khi anh Hiếu đã phục vụ qua những cái ngành nghề gì và bây giờ tại sao anh lại lái taxi xanh để phục vụ cho tất cả cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh? Trước đó nếu mà công việc gần nhất của em thì em làm ở bên Viettelbot anh. Dạ. Tại còn tới với lại công ty mình thì em nghĩ đó là công ty mình là một cái công ty chuyên nghiệp nhé. Dạ. Dạ. Anh nghĩ cái sự khác biệt lớn giữa taxi xanh SM so với những cái hãng taxi công nghệ khác? Em nghĩ là sự chuyên nghiệp với lại thân thiện với môi trường. Dạ. Dạ. Như vậy em đứng đây mà em còn ngửi được cái mùi mới của chiếc xe thì như vậy thì bản thân anh khi mà lái một chiếc xe VinFast E34 này thì anh có cảm nghĩ gì? Em cảm thấy rất là vui thôi vì một phần đóng góp về cho môi trường á. Dạ. Em nghĩ với là cái thu nhập của công ty hiện tại là đang là cao hơn so với thị trường á. Dạ. Dạ. Mình cũng chưa có số liệu thực tế, thành ra là với cái ước tính của anh như vậy thì em nghĩ là cũng sẽ khá khả quan, mà chính vì vậy nên anh em cũng hết sức là hân hoan để chọn cái taxi xanh để phục vụ như thế này. Mà cảm ơn anh Hiếu rất nhiều. Cảm ơn anh. Dạ. Một vài người chia sẻ với mình là khi mà cái taxi xanh SM ra đời như vậy thì cái số lượng xe điện sẽ rất là nhiều. Và mọi người khi mà sử dụng xe điện dân dụng bình thường ở ngoài thì có ảnh hưởng hay không? Trụ sạc nó có bị thiếu hay không? Xin thưa là mình thấy là hiện giờ và cách đây cũng không lâu VinFast đã đầu tư rất là nhiều vô những cái trạm sạc như thế này. Và đây là những cái trạm sạc công suất lớn, không chỉ đặt ở Vinhome không đâu mà tất cả những cái cây xăng Petrolimex cũng đã bắt đầu triển khai với những cái trụ sạc này rồi. Và với những cái trụ dừng, những cái chỗ dừng đặc biệt dành cho taxi như thế này là những cái trụ sạc tăng cường như thế này thì không thể thiếu. Các bạn thấy là rất là nhiều những trụ sạc, và không chỉ ở vị trí này, ở xa xa ở bên kia chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái trụ sạc tăng cường với những cái vạch kẻ đường ngay hàng thẳng lối như thế này để giúp cho không chỉ là người dân ở trong khu đô thị và những người dân sử dụng xe, mà còn những người sử dụng những cái dịch vụ taxi xanh thế này họ cũng thuận tiện khi mà tốn chỉ khoảng 20 cho đến 30 phút để sạc đầy chiếc xe. Khi đó chúng ta sẽ sẵn sàng là tiếp tục đón khách. Đấy là một trong những thuận lợi mà những người sử dụng xe điện vẫn có thể được hưởng thụ trên những cái thuận lợi này. Và ngoài ra những người sử dụng những cái dịch vụ của taxi xanh như thế này, những người tài xế vẫn hết sức thuận lợi khi mà chúng ta đón và trả khách mà không có bị làm gián đoạn khi mà phải tốn quá nhiều cái thời gian để cho sạc pin. Trong thời gian sạc pin thì khoảng chỉ 20-30 phút thôi, chúng ta có thể nghỉ ngơi cà phê đâu đó thì chúng ta có thể là quay về để chúng ta có thể đón khách tiếp theo của quốc trong ngày rồi. Đầu tiên chúng ta xem cái nhận dạng thương hiệu ở taxi xanh ở Sài Gòn nó có khác gì Hà Nội không? Thật sự là đó là một trong những cái vấn đề mà cũng hơi vui là VinFast E34 hay là taxi xanh ở SM tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không khác gì Hà Nội đâu. Chúng ta sẽ có một cái màu xanh nhận diện hết sức là đặc trưng cùng với màu áo của tất cả anh em tài xế ở đây. Màu xanh nó kiểu như nó có sữa ở trong, nó rất là đẹp và nó rất là ngọt ngào so với các bạn khi nhìn thấy ở trên video. Ở hiện tại chúng ta đứng ở đây với chiếc xe màu xanh ở vị trí ngồi nắng này rất sức là đẹp. Chúng ta có những mức giá cơ bản mà các bạn sẽ tham khảo là khi mà bước lên mở cửa thì chúng ta sẽ có mức giá là 20.000. Ở km thứ 25 tiếp theo thì chúng ta sẽ có mức giá là 16.000. Và km từ thứ 26 trở đi thì chúng ta sẽ có mức giá là 14.500. Đấy. Đấy là trong tương lai thì chúng ta sẽ có thêm những cái phiên bản là VinFast VF5 Plus cũng được hỗ trợ sử dụng song song với VinFast E34 phục vụ trong cái phân khúc là Green Car để cho chúng ta có thể đa dạng lựa chọn hơn. Và VinFast VF5 Plus thì đâu đó mức giá nó sẽ chênh lệch tí xíu. Mức giá mà chênh lệch mà chúng ta có thể thấy ở VinFast VF5 Plus là đối với km đầu tiên mà khi mở cửa là vẫn là 20.000, nhưng đối với km số 24 tiếp theo thì giá của VF5 Plus là 15.000. Giá km 26 trở đi thì giá cước chỉ có 14.000 đồng thôi, rẻ hơn 500 đồng so với VinFast E34.
cái vấn đề giá thì mình nghĩ là nó sẽ không mang lại cho chúng ta cái sự khác biệt. Mà cái sắc khác biệt ở đây đó là chúng ta sẽ có một cái dịch vụ hoàn toàn mới, một cái trải nghiệm mới trên một chiếc xe hoàn toàn bằng điện, đặc biệt là của VinFast. Đồng thời chúng ta sẽ có những cái cách phục vụ tốt hơn từ tài xế nè. Rồi chúng ta sẽ hưởng thụ một chiếc xe được sạch sẽ, lúc nào cũng sạch sẽ. Các bạn thấy anh tài xế lúc nào cũng lau dọn xuyên suốt luôn, lúc nào cũng sạch sẽ. Và xe nó cũng không bị hôi mùi nữa. Đó là một trong những cái vấn đề mà mình thấy trong tương lai nó sẽ chúng ta sẽ tạo một cái dịch vụ chuyên nghiệp. Dịch vụ taxi xanh hoàn toàn điện nó sẽ khắc phục đi một vài cái nhược điểm mà chúng ta sẽ thấy bắt gặp nhăn nhãn ngoài đường. Ví dụ như là một cái điển hình là khi mà chúng ta sẽ đặt xe á, thì chúng ta sẽ thường bắt gặp trên những cái hãng taxi công nghệ khác là bị yêu cầu là hủy cuốc đi. Đó là một trong những cái mánh khóe mà mình nghĩ là sẽ không tốt để tạo cho cái tiền đề xấu trong tương lai. Nhưng mà mình nghĩ là taxi xanh SM chắc chắn sẽ không bao giờ sẽ có tình trạng đó. Tại vì chúng ta sẽ có những cái hình phạt mình nghĩ là sẽ hết sức là cao khi mà tài xế mà vi phạm những cái chính sách như vậy. Đấy là một trong những cái điển hình mà chúng ta sẽ thấy được là sẽ có được những thay đổi mới trong cái mô hình kinh doanh taxi xanh SM như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bước vô khoang đi. Khoang sau của chiếc VinFast ME4 chúng ta sẽ xem nó có những cái gì thú vị so với VinFast ME4 mà mình đã trải nghiệm trước kia. Đấy, chúng ta sẽ cũng có mở cửa nè, rồi bước vào. Mình đã xin phép anh tài xế rồi. Dạ, để ngồi thử một tí xíu trên chiếc VinFast ME4 xem chúng ta sẽ ở trên chiếc VinFast ME4 taxi điện xem chúng ta có sự gì khác biệt hay không. Ở khoang vị trí hàng ghế thứ hai, đặc biệt là VinFast ME4, mình luôn luôn nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là chúng ta sẽ có một cái khoang hàng ghế thứ hai rất là rộng vô cùng, với cái độ ngã nè, cái độ để chân phía trước nè, cùng với mặt sàn hầu như là gần như muốn phẳng, chúng ta sẽ có một cái gờ nhỏ đây thôi, thì chúng ta sẽ có một cái không gian hết sức là rộng rãi khi mà chúng ta sẽ di chuyển ở cái trên chiếc xe xanh VinFast ME4 thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cũng không có thấy được trang bị những cái công nghệ gườm gà giống như những hãng taxi công nghệ khác. Đấy, trên xe này thì vẫn có màn hình, vẫn có tài xế lịch thiệp, và chúng ta sẽ có những phương thức tính tiền được đặt ở trên đây để cho chúng ta sẽ thuận lợi trong vấn đề cả thẻ. Đấy, ở trên app thì mình thấy là hiện giờ chỉ có một cái phương thức tính tiền là OnePay mà thôi, và còn Momo thì để là coming soon, là chắc chắn là trong tương lai nó sẽ có được tích hợp những cái phương thức tính tiền như vậy. Còn hiện giờ thì chúng ta sẽ chờ để xem trong tương lai nó sẽ có thêm những cái tiện ích gì. Một vài trải nghiệm khi mà chúng ta ngồi hàng ghế thứ hai. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Một vài chia sẻ nhanh về buổi khai trương của taxi xanh SM tại thành phố Hồ Chí Minh, để xem các bạn có thể là không khí ở đây như thế nào, về những nguyên tắc hoạt động, rồi dịch vụ ra sao, và trải nghiệm thực tế thế nào, chắc chắn các bạn mình sẽ gửi cho các bạn trong những video tiếp theo, để chúng ta có thể những cái trải nghiệm thực tế trên những con xe luxury car hay là win car như vậy. Với một thời gian lâu dài, chúng ta sẽ có thêm những cái chia sẻ về những cái dịch vụ taxi trong tương lai. Và mình nghĩ rằng đây là một trong những dịch vụ định hướng hết sức đúng đắn của các cấp lãnh đạo, để chúng ta có một cái môi trường xanh hơn, sạch hơn, và chúng ta sẽ cải thiện được cái cách mà sử dụng những dịch vụ công cộng, và đồng thời nó thúc đẩy được cái ngành taxi nó nâng tầm dịch vụ. Khi mà dịch vụ này đã tốt, đã cải thiện rồi thì bắt buộc những cái ngành dịch vụ khác cũng phải cải thiện dịch vụ lên, để chúng ta có thể nâng tầm ngang với những cái dịch vụ như vậy, giúp cho mọi người có thể sử dụng được những cái dịch vụ xanh như thế này một cách hoàn hảo nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video trên AutoGon. Đừng quên subscribe kênh YouTube, bật chuông để nhận thông báo video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.